Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục phần kinh Địa Tạng mà phần trước tôi đã giới thiệu ha. Hôm nay chúng ta có lịch trình thay đổi một xíu là chúng ta sẽ học cả hai kinh ha, cả hai kinh và nghe tôi giảng kinh và thuyết pháp cả hai kinh ha. Có sự thay đổi ha, thay đổi lịch trình. Chúng ta tiếp tục đến hôm trước chúng ta đã đi vào ha, tâm khí tại 8 tháng ha, thương số chúng sanh ha, là ngài địa tạng Bồ Tát ha, đại bi ha, trên kinh Địa Tạng ha, 8 tháng vừa cái công đức mà đại bi ha, đại bi của ngài là hết sức thì sao, vô cùng to lớn ha, sự to đến nỗi mà sự làm cho sao tất cả những ai mà thấy được ha, hình tượng chiêm ngưỡng là được thích nghi và được công đức vô cùng viên mãn ha. Như vậy thì chúng ta tiếp tục, vẫn không thở giải bày cho cùng tận, nay con nghe Phật bảo hàng thánh chúng, hàng Như Lai lại muốn tuyên dương xin Thế Tôn vì mà thuyết tuyên giảng những việc khó lượng suy nghĩ của ngài Địa Tạng khiến Thiên Long Bát Bộ Thậm Thâm này Bồ Tát Quán Thế Âm ha. Điều đó có nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm đang hỏi Đức Phật về ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, Đại Thế Vương Bồ Tát ha, có ân sâu dày vì sao mà ân sâu dày đến muốn rộng lớn phát thệ như thế ha. Rộng lớn như thế này Bồ Tát Quan Thế Âm ha, ông có nguyện vọng ha, đại nhân ông có nguyện vọng là đang nói về đại bi Quan Thế Âm ha, ông có nguyện vọng ha, đại nhân duyên với Sa Bà thế giới ha. Điều này có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói về đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát là nói về nhân duyên của người với Sa Bà thế giới, điều đó có nghĩa là với tất cả chúng sinh mà ở thế gian trong cõi ta bà lòng lưu luyến ngợi khen không nhầm chán ha, các chúng sinh bồ đề không thối thoát được sinh vào cõi trời ha, đều được hưởng sự an vui ha. Khi chúng ta hôm trước tôi nói về lòng tôn kính, khi chúng ta có sự an vui, có sự an vui bởi chúng ta đang có sự tôn kính với các Bồ Tát và các vị chư Phật, mà ở đây tôi muốn nói đến cụ thể là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị chư Phật ở quá khứ và về Dĩ Lạc ha, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật gồm các Bồ Tát Di Lạc ha, tất cả là điều có sự nhân duyên sâu dày ha. Ngoài ra ở các Phật ở quá khứ thì có Đức Phật ha, bảo tượng ha, bảo tượng ha. Rồi Đức Phật sẽ nhiên đăng ha, Đức Phật Đức Phật Mục Liên Hoa Như Lai, tất cả đều là sự nhân duyên từ thời quá khứ hiện tại và vị lai ha. Chính vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là ông có nhân duyên sâu dày với cõi ta bà, vì sao mà có nhân duyên rộng lớn như vậy, vì sao vì thương xót tất cả chúng sanh mà các vị đại bi các ngài đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, để ở lại chốn cõi ta bà để độ thoát cho tất cả chúng sinh ha, chịu khổ đau ha, khổ nạn mà đem lòng
đại bi ấy để cho tất cả chúng sinh có niềm tin, để an ủi, để hy vọng, để có những sự khổ đau thì cũng có thể được sao, được giải thoát, được quy về về một niềm, gọi là gì, niềm vui hơn hoan hỷ, không niềm vui hoan hỷ. Nên chính vì vậy, khi chúng ta lưu luyến ngợi khen, không nhàm chán các vị Phật, chúng ta sinh ra được các công đức vô lượng vô biên. Vì sao lại phải như phải được như thế? Vì các công đức của Ngài vô cùng to lớn, vô cùng rộng lớn, vô cùng sánh dịch. Các công đức đó mà đem so với các hạt cát ở sông Hằng thì là gì? Thì là gì? Tất cả hạt cát ở sông Hằng được so sánh, giống như lòng đại bi. Lòng đại bi là vô cùng rộng lớn đối với các vị Bồ Tát và các vị chư Phật cùng các vị A La Hán. Bởi nhân duyên sâu dày đến như vậy mà được các ngài đại bi quan tham Bồ Tát và đại thế chí Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đã diêu dương lại với các đức Phật để nói lên những gì mà mình cần phải cứu giúp, cứu độ, thoát khỏi chúng sinh. Nên quý vị thấy mỗi khi quý vị có buồn đau hay quý vị đang mong cầu một điều gì đó, thì quý vị thường hay có, nhưng tôi đang nói về trong phạm vi của các đệ tử Phật, của các cái gì, các những người em hiểu về Phật chứ tôi không nói chung, nó rộng đó, là vì quý vị sẽ chắp tay cầu nguyện, đó là quý vị đã tin vào sự công đức lớn lao của người, của Địa Tạng Vương Bồ Tát, của Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì ra các vị chư Phật, quý vị là quý vị đã đặt niềm tin vào nơi đó ha, để mong cầu được sao có một cuộc sống an vui an lành ha. Điều đó có nghĩa là đi vào trong tâm thức của những người sao phàm phu, chúng ta cũng có hy vọng để thoát được, không sao, khỏi sự khổ đau mà đem lại sự vui vẻ, an vui và an lạc nhất đến cho mình. Như vậy thì các ngài mới có nguyện ở lại cõi ta bà để cho tất cả phàm phu chúng ta có sự tin tưởng mà khẩn cầu. Như vậy thì chúng ta thấy cũng có những lễ truyền thống như ngày rằm, ngày mùng một thì chúng ta hay đi lễ chùa. Lễ chùa thì trong chùa có sao, lễ chùa chúng ta hay có gì, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta hay nguyện cầu. Như vậy thì chúng ta đã đạt niềm tin vào ở nơi các ngài Bồ Tát nơi nó giống như là nơi rất là rồi từ đó phàm phu chúng ta lại tin tưởng hơn ha, ở từ sự tin tưởng đó mà từ sự tin tưởng của các vị Bồ Tát và các vị chư Phật, từ đó mà chúng ta mới có công đức vẹn toàn ha. Nên trên kinh nó rất rõ ha, trên kinh Địa Tạng của nó rất rõ, lòng lưu luyến ngợi khen không nhàm chán ha, các chúng sinh bồ đề không thoái thoát. Điều đó có nghĩa các vị đã khẳng định rằng nếu chúng ta một lòng tôn kính ha, thì chúng ta sẽ được bất thối thác, có nghĩa là chúng ta sẽ không còn sinh vào các đường nẻo ác ha, chúng ta sẽ không còn gì được, chúng ta sẽ sinh vào những nơi được an vui ha, những nơi mà được gọi là gì, những nơi được đầy đủ và những nơi ở phố thị, cơ sở vật chất ha, điều kiện có đầy đủ hơn ha,
chúng ta không được sinh ở những nơi sao, ở nơi biên địa hơn, những nơi chiến tranh hơn, loạn lạc như vậy, thì quý vị sẽ thấy được việc chúng ta tin và cầu như vậy thì chúng ta cũng có công đức, và từ đó mà ở các đời vị lai tiếp theo quý vị sẽ được sanh vào những nơi đó, những nơi mà an vui, lợi lạc, hạnh phúc, những nơi như thế nào thì tôi đã nói ở trên ha, tôi đã nói ở trên. Tiếp theo trên kinh cũng nói rất rõ ha, lòng không thối thoát thường được sinh vào các cõi trời người đó, có nghĩa là quý vị sẽ sinh vào cõi trời người, việc tôn kính của quý vị sẽ đem được cõi trời người mà được sao, được vui vẻ, được tất cả những tam đồ khổ đã không còn sinh vào nơi đó ha, vì chúng ta làm việc sao thiện lành, chúng ta làm lành lánh dữ, là chúng ta không làm những việc mà sao trái với nhân sinh. Như vậy thì chúng ta hiểu được việc này, chúng ta sẽ vô cùng là tốt nhất. Đi qua chỗ này và cho đến khi nhiên sắp trở thành Phật quả thì được gì, liền biệt thọ, có nghĩa là quý vị sẽ có sự dự báo trước. Vì vậy mà khi trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì quý vị có sự dự báo trước là sẽ trở thành Phật quả ở đời vị lai, thì quý vị sẽ được sao, liền biệt thọ. Ở đây là có nghĩa quý vị sẽ thọ một cách liền biệt, tách biệt mà có sự báo trước. Vừa đại bi ha, với chúng sanh thiên long bát bộ, lại muốn nghe thuyết tư người hôm nay ta thuyết lắng nghe ha. Bạch Phật, nay nay con xin tâm tôi thích muốn nghe ha, các thiên nhân ha, phi thiên ha, phước trời ha. Đức Phật cũng đã nói là hôm trước tôi cũng đã giảng là tuy quý vị sanh về ở cõi trời, có nghĩa là quý vị sanh về cõi trời để hưởng phước ha, nhưng khi các thiên nhân là người sanh về cõi trời ha, quý vị nên nhớ sanh về cõi trời không có nghĩa là quý vị sẽ ở mãi trên đó ha, quý vị còn phải chăng còn phải tu tập thì quý vị mới được ở trên đó, nhưng mà khi hết phước rồi quý vị lại phải xuống giữa nhân gian để đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Như vậy thì chỉ có những ai ở trên cõi trời mà sao mà nghe được danh hiệu của ngài, bất kể là phàm phu hay là nhân phi nhân, đều có thể nghe được và cũng đều có thể có công đức ha, có công đức lớn như vậy nè, trên kinh cũng nói rất rõ ha. Các thân lại hiện ra trốn xa ha, năm hướng lúc này ha, đúng vào ngũ quan ha, sẽ hiện rõ ha. Lúc này phát ra thấy tượng hình ha, tai nghe ha. Nếu khi thấy được tượng hình tai nghe của Phật ha, của Đức Phật và Bồ Tát ha, thì sao, người ấy nhân phi nhân ha, sẽ được có công đức và tiếp tục có thể tăng dài tuổi thọ mạng ha. Hôm trước tôi đã nói rồi, nếu mà gặp được các ngài ha, thì
thì cũng cũng là một một thiện duyên, và từ đó tuổi thọ được dài hơn ha. Quý vị đồng tu hãy lưu ý chỗ này ha, tuổi thọ được dài hơn ha. Như vậy thì dù là quý vị ở cõi nào đi chăng nữa thì quý vị cũng phóng phải, còn phải chuyên tâm tinh tấn tu tập thì mới được thọ mạng lâu dài và được nhiều phước đức vô cùng to lớn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp trong nhà Phật của chúng ta hôm nay đến học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở các bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.